Lấy hàng rồi nhá. Rồi, lấy hàng rồi nhá. Rồi anh em nhá, quay cho anh em một con chà mào bẫy đấu. Chủ tịch câu lạc bộ chà mào chung vừa bẫy được buổi sáng nay. Con này đầu mặt rất là đẹp, yếm đẹp. Đi đâu? Hello mọi người nhé. Hôm nay em Khánh quay cho mọi người xem một chú chim chà mào buổi bẫy đấu của chủ tịch câu lạc bộ chà mào chung bẫy được hôm nay này. Đây chú chim nào. Hôm nay là ngày mùng mấy chú Cường nhỉ? Hôm nay ngày mùng 7 nhá. Thì mình úp clip lên cho anh em, mình kết nối hộ anh em nhé. Chú chim này là giá gốc là 400k. Đây, chủ tịch câu lạc bộ chà mào chung đang rất là đam mê nuôi thú cưng. Đấy. Đấy, để cho anh em là 400k chú ạ. Đấy. Đây là người thật việc thật nhá, mình kết nối mình bán giúp chú và cũng kết nối giúp anh em. Chú chim này 400k rất là đẹp. Đấy, mọi người xem video nhá, thấy hay thì chốt thì liên hệ mình. Và mọi người yêu quý thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhá.